Một vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa nay, mùng 5 tháng 7 tại sông Tiên, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, sáng cùng ngày, hai vợ chồng ra sông Tiên, đoạn qua thôn An Phú, cách nhà khoảng 500m, bắt hến và dắt theo ba con nhỏ do không có người trông coi. Đến khoảng 11 giờ trưa, hai vợ chồng này nhìn lại không thấy các con nên đã hô hoán tìm kiếm và phát hiện cả ba anh em đã tử vong. Được biết, hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn. Trước tình trạng phụ huynh xếp hàng dài xuyên đêm vạ vật ở nhiều cổng trường trung học phổ thông để đăng ký học lớp 10 cho con, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho rằng việc phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ cho con vào các trường tư hay trường công lập tự chủ tài chính từng xảy ra ở những năm trước. Tuy nhiên năm nay, tình trạng này diễn ra ở nhiều trường hơn. Sở Giáo dục Đào tạo cho biết sẽ chỉ đạo các trường tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo công bằng cho thí sinh. Ngày 5 tháng 7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay khi xuất hiện 3 xe ô tô mang các nhãn hiệu Hyundai i10, Kia và một chiếc xe có gắn logo Lexus cùng biển kiểm soát 20A66666 xuất hiện trên đường phố Thái Nguyên, đơn vị này đã chỉ đạo kiểm tra làm rõ. Qua xác minh dữ liệu đăng ký phương tiện, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định có hai phương tiện là Hyundai và xe có gắn logo Lexus đều sử dụng biển số giả, không phải biển số được cấp đối với phương tiện đang sử dụng. Ngày 5 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức lên đường sang New Zealand để chuẩn bị tham dự vòng chung kết World Cup 2023. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, toàn đội đã hạ cánh xuống sân bay Changi, Singapore. Tại đây, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ có thời gian để nghỉ ngơi và chờ chuyến bay nối sang New Zealand sau đấy khoảng 5 tiếng đồng hồ. Dự kiến đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có mặt tại thành phố Auckland, New Zealand vào 9 giờ sáng mai ngày 6 tháng 7.